Trân trọng kính mời toàn thể quý bà con, cô bác, quý khách thập phương về chảy hội mùa xuân. Em xin chào từ các chị dân quân tới các anh du khách. Em xin chào chị bán xúc xích và anh hàng kem. Chào anh leng keng tàu hỏa nhà hơi và chào anh trò chơi câu cá và đổ hạt muồng. Chào anh hàng nước ven đường và chào chị bán tòng ten ở bên cạnh. Và đặc biệt không thể quên kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh yêu mến. Xin trân trọng giới thiệu gian hàng của chúng tôi, một siêu thị đồ chơi mini trên trời dưới đất, trên rừng dưới biển, gì cái gì cũng có. Đồng giá 39.000 đồng, chỉ có 39.000 đồng một sản phẩm. Đã kịp thời về đây phục vụ lễ hội truyền thống của quê ta. Các thượng đế thoải mái mà lựa chọn, vì cần câu 2 cần 8 cá, vì nấu ăn, vì bán đồ hàng, vì bác sĩ, container, ô tô 12 chiếc, tàu hỏa siêu tốc. Và đặc biệt là bộ sưu tập búp bê công chúa Elsa và Anna siêu dễ thương. Xin trân trọng kính mời quý bà con cô bác hãy nhanh chân rảo bước về với gian hàng của chúng tôi để lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhất, liên tục khuyến mại và liên tục đại hạ giá. Sẽ có 5 suất quà được tặng cho 5 khách hàng đến sớm vào đầu giờ sáng. 5 suất quà sẽ được tặng cho 5 khách hàng đến sớm vào đầu giờ chiều. Và có 5 suất quà sẽ được kính tặng các quý khách đến sớm vào đầu giờ tối. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Xây dựng mộng ban đầu, yêu từng thu thay tháng